Trên du thuyền, một đôi vợ chồng đang mặn nồng. Họ vừa mới tìm hiểu sâu thì họ đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại của người vợ làm gián đoạn. Người chồng đang phát sầu vì không biết phải làm sao để giải quyết. Thì vẻ mặt người vợ đột nhiên biến sắc bởi điện thoại của cô đã bị tên giết người biến thái cướp trên đảo. Sao có thể xuất hiện ở đây được chứ? Người chồng bỗng chốc hoảng loạn, lấy móc câu phòng thân. Quả nhiên, tên biến thái truy sát họ 3 ngày 3 đêm kia đã đuổi đến trên tàu. Người chồng liền cắm móc câu vào vai hắn ta. Nhưng đổi lại là một đấm rồi lại một đấm, cuối cùng là bị đạp xuống biển. Trò chơi mèo vờn chuột gay cấn này vẫn chưa kết thúc. 3 ngày trước, đôi vợ chồng người Anh này đã lên thuyền từ London đến hòn đảo lúc họ mới cưới. Họ muốn cứu vãn cuộc hôn nhân đang trên bờ vực đổ vỡ này. Lúc cầu hôn, Michael luôn miệng thề thốt rằng bất luận là nghèo khó hay bệnh tật đều sẽ coi Joe là số 1. Sau khi kết hôn, công việc đã trở thành niềm vui mới của anh, cũng không còn rủ rỉ bên tai Joe những lời đường mật nữa. Thay vào đó chỉ là những cuộc cãi vã và trách móc. Ai cũng có công việc riêng. Vì sao Michael lại thay đổi? Joe cũng không thể hiểu rõ. Sau khi bước ra từ sân bay gần hòn đảo, họ đã ngồi lên taxi đến bến tàu. Nhìn thấy người phụ trách chuyến du lịch lần này là Jason. Biển Caribe ở ngay gần đó, lời thề 10 năm trước chợt văng vẳng bên tai. Michael cũng đã mềm lòng, bày tỏ rằng từ giây phút này trở đi, hai người sẽ làm lại từ đầu, quên đi những chuyện không vui lúc trước. Joe cả đường mặt lạnh cuối cùng đã nở nụ cười. Hai người đã lên tàu dưới sự chỉ dẫn của Jason. Dưới ánh hoàng hôn, hòn đảo dần hiện ra ngay trước mắt họ. Quay trở về phòng thu dọn quần áo, nhìn Michael bằng ánh mắt dịu dàng. Ngay lúc Michael định tiến đến hôn cô, thì một giây sau, điện thoại của Joe lại vang lên. Michael có chút ngượng ngùng, cầm ví chuẩn bị đến nhà hàng. Đồng thời nhân lúc Joe không chú ý đã lén bỏ điện thoại công việc vào túi. Sau khi đến nhà hàng, Michael đã yêu cầu một lu rượu, sau đó mở điện thoại xử lý công việc. Đột nhiên, một người đàn ông bước đến tìm nhân viên phục vụ gây phiền phức. Michael vừa định mở lời khuyên ngăn thì người đàn ông bên cạnh đã giành trước một bước. Dùng vẻ mặt tàn độc và lời nói đe dọa anh ta xin lỗi. Michael bỗng chốc có hứng thú với người đàn ông này, liền chủ động trò chuyện với anh ta. Biết đối phương là một người du lịch, tự lái thuyền chạy khắp nơi. Michael bày tỏ ngưỡng mộ, đồng thời kéo người đàn ông đến bàn ăn của mình. Rất nhanh Jay đã mặc một bộ váy dài bước qua. Thấy ghế đối diện có một người đàn ông xa lạ, vẻ mặt cô có chút khó chịu nhìn Michael. Nhưng Michael lại hoàn toàn không phát giác, còn giới thiệu đây là người bạn mình mới quen. Người đàn ông tỏ vẻ lịch sự giúp Jay kéo ghế, còn đề nghị để hai người có không gian riêng. Jay thấy anh ta cô đơn một mình nên đã bảo anh ta ở lại cùng dùng bữa tối với họ. Người đàn ông cũng không khách sáo nữa, lén lấy đi ví tiền của Michael để đi mua rượu uống. Uống được một lúc, Michael bắt đầu ăn nói hàm hồ, buông lời khó nghe. Người đàn ông lập tức biến sắc, bảo Michael xin lỗi, khiến hai vợ chồng liền ngây người. Joe vội vàng giảng hòa muốn dẫn Michael rời khỏi đây. Nhưng người đàn ông vẫn rất kiên quyết, anh ta chỉ có cho 3 cơ hội. Nếu không ai cũng đừng nghĩ sẽ rời khỏi hòn đảo này. Joe cảm thấy cạn lời, đây là chuyện giữa vợ chồng họ. Liên quan gì đến người ngoài như anh ta, Michael cảm thấy giống vậy, vẫn kiên quyết từ chối xin lỗi. Đồng thời cảnh cáo người đàn ông đừng quản nhiều chuyện. Người đàn ông lúc này đã tràn đầy tức giận, nói rằng Michael chỉ còn một cơ hội cuối cùng, mà Jay cũng đã nắm chặt tay. Nếu cứ thế này, anh ta cũng sẽ không buông tay. Michael liền tức giận thấy cảnh sát đi đến, anh đã chủ động tố cáo người đàn ông này quấy rối họ. Thế nhưng, cảnh sát còn chưa khuyên được mấy câu thì đã bị người đàn ông bẻ tay, đầu cũng bị đập nở hoa. Jay đã hoàn toàn bị dọa sợ, vội vàng bỏ chạy. Người đàn ông lại nhắc nhở Michael chỉ còn một cơ hội xin lỗi cuối cùng. Nhưng anh vẫn không xin lỗi, cùng Joe đi về phía con tàu. Người đàn ông cũng không đuổi theo, cầm ví của Michael lên nhìn, ánh mắt tràn đầy sát khí. Kể từ đó, trò chơi mèo vờn chuột đã chính thức bắt đầu. Ban đêm, hai vợ chồng trở về tàu và chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, Joe tỉnh lại từ trong mơ, đi đến bong tàu hóng gió. Nhưng khi nhìn về phía bên bờ, cô phát hiện có một người đang nhìn chằm chằm mình. Cô bỗng chốc giật mình hoảng loạn. Vội vàng trở về phòng, không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Joe cả đêm mất ngủ đã nói với Michael chuyện xảy ra tối qua. Hai người đoán là người đó chính là người đàn ông tối qua, nhưng họ đã lên tàu rời khỏi đó. Michael cảm thấy kẻ điên kia chắc là sẽ không bám theo họ đâu, nhưng khi nhìn từ phía bong tàu thì họ lại thấy một con tàu đang đi theo họ. Michael vội vàng hỏi Jason rằng con tàu đó là của ai. Jason quay đầu nhìn và nói rằng đó là thuyền cá ở địa phương. Lúc này hai người mới thở phào một hơi.
Ngay sau đó, họ đã đến hòn đảo nhỏ. Jason ở lại trên tàu. Hai vợ chồng bắt đầu chuyến du lịch lãng mạn. Nhưng còn chưa đi được bao xa thì họ lại bắt đầu cãi vã. Jay không bất giác nhìn lại phía sau, phát hiện có người đang theo dõi họ. Rất có thể là kẻ điên bám giết không buông kia. Michael chỉ cho rằng đó là khách leo núi giống với họ nên cũng không để tâm. Nhưng ngay sau đó, anh lại nhìn thấy kẻ điên kia đang bước về phía này. Anh sợ hãi bỏ của chạy lấy người, đến túi cũng không cần nữa. Nào ngờ kiếp nạn chân chính chỉ vừa mới bắt đầu. Trong rừng, hai vợ chồng đã bị cản đường. Họ không ngờ rằng chỉ là ngồi chung bàn với một kẻ lang thang mà lại bị bám đuôi. Chỉ thấy hắn ta thò tay ra sau lưng, giống như đang rút súng. Michael liền lùi lại, nhưng một giây sau, anh ta đã móc ví của anh ra. Kẻ điên này đuổi theo cả một ngày chỉ để trả lại ví thôi sao? Michael hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, nhận lấy chiếc ví. Đồng thời thú thật rằng vợ mình còn tưởng rằng anh ta đến để giết họ. Vừa dứt lời, kẻ điên kia liền cười rồi thừa nhận rằng Joe đoán không sai, sau đó lập tức bẻ tay Michael. Rồi uy hiếp hai người giao ra điện thoại, anh ta lại đấm một cú vào lưng Michael. Bảo Joe chỉ còn lại hai cơ hội. Sau đó hắn đã để Joe dẫn Michael tiếp tục chạy trốn. Trò chơi mèo vấn chuột này khiến hắn ta cảm thấy vô cùng hào hứng. Trên đường trốn chạy, hai vợ chồng đã gặp được ba người leo núi liền vội vàng tiến đến tìm sự giúp đỡ. Khi biết được hai người bị truy sát, lòng chính nghĩa của ba người họ lại bừng lên. Họ chủ động đi tìm kẻ điên kia để nói lý. Nhưng lý luận với một kẻ biến thái nói đơn giản chính là tìm chết. Tên biến thái tỏ vẻ thân thiện, sau đó một đấm giải quyết người đàn ông đi đầu. Tiếp đó là bẻ cổ người phụ nữ. Người thứ ba sợ hãi ngã ngửa ra đất nôn thốc nôn tháo. Hai vợ chồng Michael thấy thế lập tức co giò bỏ chạy. Để lại người phụ nữ một mình đối mặt, tên biến thái không hề hoảng loạn, giơ tay kéo người phụ nữ lên, còn dịu dàng an ủi. Trong phút chốc cô còn tưởng rằng hắn ta vẫn còn có chút lương tâm. Thế nhưng ngay sau đó hắn đã đấm một cú vào cổ họng cô. Chỉ vỏn vẹn 15 giây ngắn ngủi, người phụ nữ đã bỏ mạng, nhưng tên biến thái vẫn chưa được hài lòng cho lắm, lần này còn chậm hơn 2 giây so với lần trước. Xem ra đã có rất nhiều người vô tội chết trong tay hắn ta. Mà bên kia, hai vợ chồng cũng không dám nghỉ chân, chạy xuyên qua khu rừng. Họ đã chui vào một hang động, rồi lại chạy đến một lô đài bỏ hoang. Sau khi nghỉ ngơi ít phút, hai người lại tiếp tục lên đường. Vừa mới trốn vào lâu đài thì tên biến thái đã đuổi đến đây. Hắn căn cứ theo dấu chân để phán đoán ra phương hướng của hai người. Thấy tình thế bất ổn, Michael đã kéo Joe tiếp tục trốn. Đợi đến khi tên biến thái đuổi đến nơi thì họ đã biến mất. Tuy nhiên, tên biến thái cũng không phải là người ăn chay. Sau đó chạy đến ra khỏi đó. Lúc này họ đã trốn ở dưới cửa ra, không dám thở mạnh. Joe kìm nén nỗi sợ hãi, cố gắng quan sát tình hình phía trên. Cho đến khi tên biến thái rời đi, họ mới dám bông lỏng cảnh giác. Tiếp đó họ đã trở lại đường cũ, kịp thời tiến vào lâu đài. Lại lần nữa thoát khỏi tầm mắt của hắn ta. Sau khi nghỉ ngơi ít phút, họ chuẩn bị đến bãi biển rồi lên thuyền rời khỏi đảo. Nhưng còn chưa rời khỏi lâu đài thì cảnh sát đã xuất hiện. Anh ta đã phát hiện trong rừng thi thể của ba khách leo núi và hoài nghi họ là hung thủ. Hai vợ chồng vội vàng giải thích tên kiến thái kia mới là hung thủ và họ đang bị truy sát. Cảnh sát không tin bảo họ giao ra chứng minh thư và giấy phép lên đảo ra. Lần này không thể giải thích rõ được rồi, bởi vì họ đã sớm làm rơi túi trên đường chạy trốn rồi. Không có giấy tờ trên người. Hết cách, hai người dưới sự uy hiếp của họng súng đã bị còng tay ra sau lưng. Ngay lúc này, tên biến thái lại lần nữa xuất hiện. Hai vợ chồng bỗng chốc tuyệt vọng. Cảnh sát không hiểu chuyện gì cầm súng tiến đến hỏi thân phận của tên biến thái. Thấy anh ta vẻ mặt thành thật, hơn nữa còn lấy ra giấy phép. Đồng thời buông lỏng cảnh giác. Tên biến thái cũng nhanh trí hỏi hai vợ chồng có phải là nghi phạm không. Cảnh sát vô cùng thành thực nói rằng họ luôn miệng nói mình là người vô tội. Nhưng anh ta không cảm thấy vậy. Nghe được lời này, tên biến thái hoàn toàn tức giận, liền đấm một cú vào mặt cảnh sát, sau đó giẫm mạnh mấy cái lên người cảnh sát nằm trên đấy. Đầu của cảnh sát bị đập vào đá, máu thịt lẫn lộn. Sau khi giết người, tên biến thái lại đuổi theo hai vợ chồng. Họ sao có thể là tội phạm giết người chứ? Rõ ràng là hắn ta mới đúng. Nói rồi tên biến thái đã bảo hai người đứng lên, bảo Joe đi đến bên người hắn ta. Trước nguy cơ tử vong, họ không thể không tuân theo. Thấy Joe đang bị kẹp cổ, Michael chỉ có thể đứng im tại chỗ, lòng đầy lo lắng. Bất ngờ là tên biến thái đã mở khóa còng tay cho cô. Cho họ một cơ hội cuối cùng để chạy thoát. Chỉ cần Joe đồng ý bỏ rơi Michael thì có thể an toàn ra khỏi khu rừng này. Joe không lỡ bỏ rơi chồng mình,
mà Michael lại muốn cô được sống tiếp, nên đã thúc giục cô đồng ý. Hai người yêu nhau mặc dù không lỡ nhưng vẫn phải nói lời từ biệt cuối cùng. Sau khi Jay chạy đi, cô đã mò được một chiếc máy bộ đàm trên người cảnh sát, đang muốn cầu cứu bên ngoài thì lại chẳng có tín hiệu. Cô chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước. Đột nhiên cô nghe thấy phía không ca truyền đến tiếng kêu đau đớn của Michael. Nước mắt tuôn như mưa. Sau đó cô lại cúi đầu nhìn xuống chiếc nhẫn kết hôn trên tay, trong lòng đã thầm đưa ra quyết định. Jay nhặt một hòn đá trên đất lên rồi chạy trở về chỗ cũ, quyết định cứu chồng mình. Michael đã bị trói hai tay, chạy thẳng về con suối trước mặt. Tên biến thái phía sau chỉ vì để thỏa mãn cơn khát máu mà đã truy sát họ. Ngay sau đó, tên biến thái đã hết hứng thú. Sau khi cởi trói cho Michael, chuẩn bị cho anh một đòn cuối cùng, dẫm mạnh lên bụng của anh. Ngay lúc Michael hô hấp khó khăn, tên biến thái đã bị đập đá lên đầu. Jay vội vàng đỡ chồng dậy. Nhưng cú đập này của cô cũng không giải quyết triệt để tên biến thái. Hắn lộ ra ánh mắt đầy sát khí, lần này hai người cũng không còn bất cứ cơ hội chạy trốn nào nữa. Họ buộc phải chết. Hai vợ chồng hoảng loạn bỏ chạy, đồng thời tìm kiếm tín hiệu. Đúng là trời không phụ lòng người, bộ đàm cuối cùng đã có tín hiệu. Đầu bên kia có giọng nói của Jason truyền tới, hai người vô cùng vui mừng, vội vàng bảo Jason báo cảnh sát. Nhưng tín hiệu không ổn định, Jason nghe không rõ. Chỉ ý thức được họ đã gặp nguy hiểm. Thế là ông đã lấy một khẩu súng và ba viên đạn ra. Tự mình lên đảo tìm kiếm hai người. Cùng lúc đó, hai vợ chồng dưới sự đuổi giết của tên biến thái cuối cùng đã có chút kinh nghiệm chạy trốn. Họ đã tạo ra nhiều dấu chân giả, sau đó trở về đường cũ trốn ở một bên. Không dám thở mạnh. Sau đó, tên biến thái xuất hiện. Quả nhiên hắn đã quan sát dấu chân của họ. Và rồi hắn đã lần theo dấu chân, tiến về phía trước. Ngay lúc hai vợ chồng đang thả lỏng thì một bóng dáng đột nhiên xuất hiện. Đồng thời quan sát xung quanh. May mà hắn không tiến thêm một bước mà di chuyển vị trí. Sau đó, hai vợ chồng tiếp tục chạy trốn. Bên tai họ đột nhiên truyền tới tiếng gọi của Jason. Hai người lần theo âm thanh và đến tìm Jason. Nhưng còn chưa vui mừng được bao lâu thì tên biến thái lại tìm tới. Hắn đã nói với Jason. Tôi cũng chỉ cho ông ba cơ hội, không biết nắm bắt thì khó mà thoát chết. Lúc này, Jason còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ông cầm súng nhắm chuẩn vào người tên biến thái. Phát đầu tiên bắn lên trời tỏ ý cảnh cáo, phát thứ hai là bắn xuống mặt đất. Phát thứ ba ông đã bắn vào vai hắn ta, khiến hắn hoàn toàn phẫn nộ. Giáng một cú vào yết hầu của Jason. Jason chịu đau ngã xuống, mấy giây sau liền bỏ mạng. Dưới sự yểm hộ của Jason, hai vợ chồng đã thành công đến được bờ biển. Nhưng con tàu lại chẳng thấy đâu. Michael biết anh và Jay chỉ có thể chọn một. Thế là anh đã lừa cô đi tìm tàu trước. Anh nghỉ ngơi một lát rồi sẽ qua đó. Sau khi Jay đi, tên biến thái cũng đã đến bên biển. Michael chủ động thu hút sự chú ý của hắn ta để tranh thủ càng nhiều thời gian chạy trốn cho Jay. Tên biến thái cũng không muốn giết Michael dễ dàng như vậy. Hắn không giết Michael ngay lập tức, mà trêu đùa anh giống như con kiến dưới chân mình. Đối với sự tấn công của Michael, hắn toàn không để vào mắt. Một cú rồi lại một cú, chớp mắt Michael đã đến được tầng 2 của căn biệt thự bỏ hoang. Thấy Michael chỉ còn nửa cái mạng, tên biến thái cũng không muốn chơi nữa, chuẩn bị trừ khử anh. Lúc này, Jay đã đuổi tới. Nhưng gậy của cô còn chưa kịp đánh xuống thì đã bị hắn ta tóm được. Thấy vợ đang gặp nguy hiểm, Michael đã tóm chặt hắn ta ném xuống lan can. Hai người cảm thấy tên biến thái đã toi mạng thì liền lên thuyền trở về tàu. Sau khi trở về phòng, Joe đã xử lý vết thương cho Michael, hai người cũng dần sát lại gần nhau. Nhưng còn chưa kịp tiến thêm một bước thì Joe lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại phá vỡ không khí. Vẻ mặt cô liền biến sắc, bởi điện thoại của cô đã bị tên biến thái lấy đi. Michael cũng nhận ra được tình hình bất ổn. Hai người cầm theo vũ khí tìm kiếm khắp nơi. Nhìn thấy một con thuyền dính đầy máu đang ở sát tàu bọn họ. Lúc này đã không còn đường để chạy thoát, Michael đã chủ động tuyên chiến. Tên biến thái liền xuất hiện ứng chiến. Đối mặt với móc câu của Michael, hắn ta không hề xem là chuyện gì to tát. Chưa đến hai chiêu đã ném Michael xuống tàu. Trong lúc hoảng loạn, Joe đã bóp cò súng tín hiệu nhưng đạn lại bị kẹt. Cô chỉ có thể cầm dao. Ai ngờ tên biến thái lại trực tiếp nắm chặt lưỡi dao, không sợ đau đớn. Trong lúc hắn bóp chặt cổ Joe, Michael đã leo lên tàu, nhân cơ hội cắm dao vào lưng hắn. Tên biến thái không rút được con dao trên lưng. Nhân cơ hội đó, Joe đã lao đến đẩy hắn xuống biển. Trò chơi mèo vần chuột cũng chính thức kết thúc ở đây. Một năm sau, hai vợ chồng đã chung sống hạnh phúc và luôn coi đối phương là nhất. Mỗi năm họ đều sẽ đi du lịch trăng mật, nhưng cũng không đến hòn đảo đó nữa. Bộ phim này có tên là Action. Tình tiết khá là đơn giản. Động cơ giết người của tên biến thái là muốn họ phải xin lỗi, nhưng họ lại không chịu xin lỗi.
hắn chỉ muốn trừ khử những người không chịu nghe lời. Đúng là ngang ngược vô lý khiến người ta cũng phải cạn lời.